Ok, hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay sẽ là một cái video nói chung là rất là quen thuộc thôi à, tiếp tục là video chia sẻ về hamster. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái nội dung mà mình thấy khá là nhiều bạn quan tâm về cái dòng hamster Campbell đó. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái video này, đó chính là cách mà các bạn có thể thuần được hamster Campbell nha. Trong những cái chia sẻ của mình trong cái video này á, thì nói chung là các bạn có thể thuần được hamster Campbell khoảng đâu đó là 30-40% thôi nha. Đấy, tại vì cái dòng Campbell này nó rất là hung dữ và nó rất cũng khá là khó thuần. Vì thế là mình chỉ gọi là dám nói là khoảng 30-40% thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái dòng Campbell là và tại sao mà nó hung dữ như thế. Đó, cho những bạn nào mà mới nuôi hamster đó, thì các bạn có thể là biết rõ hơn nha. Còn những bạn nào mà nuôi hamster lâu rồi thì theo mình nghĩ là các bạn đã quen thuộc với tất cả các dòng hamster rồi, đúng không? Đối với những cái con chuột hamster ở trên thị trường Việt Nam của chúng ta hiện nay á, thì nó sẽ chia thành 4 dòng. Đó, thứ nhất là Robo nè, thứ hai là Bia, thứ ba là Winter White, và thứ tư là cuối cùng là mấy con chuột hung dữ này là con Campbell. Đấy, thì đối với ba dòng đầu là dòng Robo, Winter White và Bia, thì ba cái dòng đó thì nói chung là bản tính nó rất là hiền, khá là hiền. Cũng có một vài con cái tính nó khác thường thì nó có thể là hung dữ, nhưng mà đa số là bản tính nó rất là hiền nha. Đấy, các bạn chỉ cần là làm quen với nó khoảng một thời gian là nó sẽ hiền thôi. Đó, chứ nó không có là hung dữ như là cái dòng Campbell này. Còn cái dòng Campbell này thì nói chung là theo mình nghĩ là cái bộ não đó các bạn, nó đã là thiết lập sẵn là nó bản tính nó hung dữ vậy sẵn rồi. Rồi, và một điều nữa đó chính là những cái dòng Campbell, những cái con chuột Campbell này á, thì cái bản tính mà tự vệ của nó rất là cao. Vì thế mà khi mà các bạn mà đụng vào nó gọi là nhẹ nhẹ thôi, nó đã bắt đầu xây lại và nó gọi là động tự vệ liền. Và nó có thể là nó sẽ cắn các bạn để chảy máu luôn. Đó, đặc biệt là răng của mấy con Campbell này nó rất là sắc luôn các bạn. Răng nó rất là nhỏ nhưng mà rất là bén luôn. Vì thế mà nó vập các bạn một cái là chảy máu luôn á. Để mà thuần những cái con chuột Campbell này á thì nói chung là rất là đơn giản. Nhưng mà và để thuần được thành công hay là không á thì thứ nhất là các bạn phải gọi là kiên trì, phải bỏ ra rất là nhiều thời gian, và cái thứ hai là phụ thuộc vào cái con chuột của các bạn nó có chịu là thân thiện với các bạn hay là không. Đấy, có nhiều con mình thuần hoài luôn, mình cứ là thuần nó hoài luôn nhưng mà nó vẫn là hung dữ và nó vẫn hung dữ bình thường. Đấy, nó không chịu thân thiện với mình. Còn có những con thì mình thuần được thì nó sẽ gọi là thân thiện với mình. Các bạn có thể là bắt nó lên chơi bình thường như là những con chuột Winter White. À, và một điều nữa là mình khuyên các bạn là những bạn nào mà mới nuôi chuột hamster thì các bạn nên tìm hiểu kỹ những dòng hamster nha. Đấy, và mình khuyên các bạn nên nuôi những cái dòng Winter White. Thì các bạn tính nó hiền, các bạn đem về các bạn nuôi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với những dòng Campbell này thì thế mình nghĩ là cũng có bạn thích nuôi nhưng mà đa số là ít thôi. Tại vì những cái dòng Campbell này nó rất là hung dữ các bạn, nó cắn người đồ chảy máu rất là đau luôn. Đó, thì cũng có một vài người ta thích nuôi chứ không phải là không có. Nhưng mà mình thấy đa số là người ta sẽ nuôi dòng Winter White nhiều hơn. Giống như mình thì mình thích nuôi dòng Winter White hơn. Rồi, và đây đó chính là cái chuồng ba con chuột Campbell ở trong đây các bạn. Ở nhà mình thì mình không có nuôi dòng Campbell, mình chỉ nuôi dòng Winter White thôi. Nhưng mà hồi khoảng 1-2 năm trước thì mình đã gọi là từng nuôi qua cái dòng Campbell này rất là nhiều rồi. Mình nuôi đâu đó là khoảng 100 con các bạn. Đấy, và mình đã tiếp xúc cho qua cái dòng Campbell rất là nhiều. Đấy, thậm chí là mình cho nó sinh sản được các thứ các kiểu luôn. Đó, à, thì đây là cái ba con Campbell của chị khách của mình đã gửi ở đây, gửi nhà mình vài hôm, chị đó đi về quê gửi nhà mình vài hôm, cho nên là mình sẵn tiện mình mượn chị đó ba con chuột này để mà quay video chia sẻ cho các bạn luôn. Chị này thì chị nuôi ở trong một cái thùng bằng nhựa như thế này, theo mình thấy thì khá là tiết kiệm chi phí, với lại nó rộng các bạn, thùng khá là to, các bạn nuôi ba con rất là thoải mái luôn. Chị này thì có để thêm nhà rồi nè. Đấy, các bạn nào mà muốn tiết kiệm chi phí khi nuôi hamster thì các bạn có thể áp dụng cách này để mà nuôi. Thùng này nó giá nó cũng rẻ thôi. Rồi, và đây là ba con Campbell nha các bạn. Đây, ba con này rất là hung dữ nha, chưa có thần nha các bạn. Đấy, thì chị chủ này thì nói chung là chị chỉ là nuôi để mà ngắm thôi. Đấy, chứ cũng không có dám đụng nhiều tới mấy con chuột này, đụng tới không. Đó, mình chưa có làm gì trơn các bạn, mình mới gọi là vô cái tay vô vậy thôi mà nó đã gọi là quào quào rồi, thấy không, rất là hung dữ luôn. Mình mà đưa cái tay vô liền là nó vập liền luôn á. Đây, ở trên này còn một con hay các bạn. Đó, thì mấy con này màu rất là đẹp luôn. Đây, con beo màu rất là đẹp, unu rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ là vào chủ đề chính nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn thuần mấy con chuột Campbell này. Đấy, và mình nói trước nha là cái tỷ lệ và phần trăm mà thuần được là nó rất là ít.
khoảng đâu đó là 30-40% thôi đó. Và nó còn phụ thuộc vào các bạn có kiên trì hay là không nữa, và còn phụ thuộc vào cái con chuột của bạn nó có chịu làm quen với các bạn hay là không nữa. Còn nếu như mà mấy cái đó mà nó không có thì có thể là các bạn không bao giờ thần được đấy. Còn bạn không thần được thì các bạn có thể nuôi để ngắm chơi gì thôi cũng được. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái là một cái dĩa nhỏ nhỏ và một cái chén như thế này nha. Chén này thì là cái chén thức ăn của mấy con chuột này, mình sẽ đổ thức ăn ra đây đỡ đi. Mình sẽ lấy cái chén này để mà bắt nó nha, chứ mình không bắt được bằng tay không nha các bạn. Bắt bằng tay không là nó sẽ quặp liền đấy. Hai con này rất là hung nha, mình nuôi hai con, ba con này khoảng 3 ngày rồi thì mình thấy hai con này nó rất là hung luôn. Con này thì nó đỡ hơn một tí, con này thì mình bắt tay bình thường được, nhưng mà lâu quá mình không bắt mấy cái dòng campbell này cho nên là mình cũng hơi bị nhát tay các bạn. Thì trước tiên á, cái tay của bạn á thì các bạn có thể là lấy một miếng mùng cưa để lót chuồng mấy con này này các bạn, dò dò bằng tay đấy cho nó có cái mùi nước tiểu của mấy con này một tí thôi. Tuy là nó hơi bẩn một tí nhưng mà các bạn có thể rửa tay lại sau khi các bạn là thuần nó đó. Thì cái thuần này thì các bạn có thể áp dụng mỗi ngày cũng được, mỗi ngày thì càng tốt nha. Các bạn lựa ra cái giờ nào bạn rảnh đó, các bạn là bắt nó lên, các bạn chơi với nó một tí đó. Thì khoảng chơi nó khoảng 5-10 phút thôi cũng được đấy, không cần nhiều cho lắm. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái chén này để bắt nó lên nha, chứ mình không dám bắt bằng tay. Bằng tay thì gì cũng hơi nhát tay cho nên là không dám bắt, bắt nó lên sẽ nó cắn. Các bạn chỉ cần vớt nó lên như thế này, bạn vớt nó lên từ từ thôi nha. Tại vì cái dòng campbell này cái tính của nó là tự vệ rất là cao, vì thế là các bạn mà làm gọi là nó có cảm giác mà nó bị gọi là sợ á thì nó sẽ gọi là nó không chịu nghe lời các bạn đâu, và nó có thể là nó sẽ hung dữ hơn nữa, nó bị stress nó sẽ hung dữ hơn nữa. Thì đấy là các bạn phải làm từ từ nhẹ nhẹ thôi đó. Rồi các bạn để nó lên chén đúng không, các bạn để lên tay đấy chưa. Các bạn để lên tay như thế này, các bạn vuốt lông nó, đấy, vuốt nhẹ nhẹ thôi, đấy, các bạn thuần nó bằng cách như thế này. Thì thứ nhất là nó sẽ quen với cái mùi hôi tai của các bạn. Thứ hai là các bạn có thể làm quen nó được, và nó sẽ không có sợ nữa khi mà các bạn bắt nó lên, đó. Thấy không? Nó rất là ngoan, con này nó rất là ngoan nha. Đấy, và có một số con đó, khi các bạn bắt nó lên tay như thế này được rồi á, thì nó có thể là nó cũng vẫn cắn tay của các bạn. Đó, nhưng mà con này thì nó không có cắn. Tí mình bắt mấy con kia xem như thế nào nha. Mình sẽ làm một con chuột bạch để test cho các bạn luôn. Bạn để lên tay như này và vuốt đầu nó, vuốt lông nó nhẹ nhẹ thôi nha. Bạn đừng làm mạnh quá nha, làm mạnh quá có khi nó thấy đau cái nó sợ luôn á, chứ nó không có là hiền rồi đâu. Thì giờ mỗi ngày các bạn chỉ cần bắt nó lên và chơi như thế này thôi là ok. Còn các bạn tuyệt đối là không có bắt nó là chụp nha, chụp như là chụp ếch gì đó, các bạn tuyệt đối không làm vậy nha. Bạn chụp như thế là chắc chắn là nó sẽ gọi là quảng hồn, nó sẽ gọi là quảng á, nó sẽ xây lên táp các bạn liền luôn. Các bạn chảy máu luôn đấy. Con chuột này nó là rất là hung dữ, không phải đùa đâu. Dòng campbell này đặc biệt nó rất là hung. Các bạn chỉ cần vuốt da nó nhẹ nhẹ thôi nha, đừng có gọi là bóp nó nha. Bóp đó là nó sợ một cái là nó xây nó táp đại luôn đó. À quên nữa, và đặc biệt cái dòng campbell này thì mình khuyên các bạn là không nên nuôi chung những cái dòng khác nha. Ví dụ như là Winter Wild rồi đó, bạn nên nuôi cùng dòng. Ví dụ như là Ram Campbell các bạn nuôi chung campbell, Robo các bạn nuôi chung Robo, Winter Wild nuôi chung Winter Wild, nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ test thử con này nha, hy vọng nó sẽ không cắn tay nha các bạn. Đây, con này rất là hung luôn, nó không chịu ra cái chén luôn các bạn, khá là nhát luôn á. Chỉ cần để lên tay như thế này và nó sẽ từ từ nó quen các bạn. Và cái cách này thì các bạn có thể áp dụng nó với những con chuột nào mà nó là nhát nha. Đấy, đặc biệt là mấy con chuột mà các bạn mới bắt về thì nó rất là nhát, thì thế là các bạn có thể áp dụng cách này để mà làm quen với nó từ từ. Đấy, nói chung là cần một khoảng thời gian khá là dài. Đấy, nói chung là cần thời gian với sự kiên trì của các bạn thì nó sẽ thành công thôi. Thì cái video mà thuần campbell như thế này mình đã làm một cái trên cái video kênh YouTube của mình, và mình như là cái video là cái video đầu tiên ở trên kênh của mình luôn á. Đây là cái video thứ hai mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Ok, các bạn muốn nhảy xuống không bạn ơi? Nó đơn giản thôi. Con màu trắng này thì nó hiền hơn. Các bạn có bắt nó tay không như thế này thì các bạn phải bắt từ từ thôi nha. Bắt ở sau lưng nó nha, đừng có bắt ở trước. Bắt ở trước là nó cắn liền. Bắt từ thôi, các bạn có thể vuốt vuốt nó trước khi bắt để nó gọi là không có sợ. Nó mà sợ là nó quay lại nó táp các bạn liền. Đây, như thế này, vớt cái lên. Đấy, nó cắn mình đấy. Con này này, nó hung dữ luôn. Vớt cái lên và để lên tay với thằng chơi. Đấy, con màu trắng này thì nó là thân thiện hơn, nó hiền hơn một tí. Ở ngoài ra thì các bạn khi mà các bạn cho nó ăn thì thay vì các bạn để thức ăn vô chén cho tự ăn thì các bạn có thể lấy đồ ăn, lấy một cái hạt hướng dương hoặc là gì đó các bạn đút cho nó. Đấy,
Đó, nó con này nó rất là hung dữ các bạn. Đây mình sẽ đút cho con xám này đi. Con màu trắng này đi. Trắng này đỡ hung hơn. Con này nó không ăn. Chắc nó mấy nó ăn no rồi. Đấy, các bạn có thể là thay vì các bạn đổ chén, đổ thức ăn vào chén cho nó tự động ăn á, thì các bạn có thể lấy một hạt hướng dương hoặc là hạt bánh gì đó các bạn đút cho nó ăn. Thì các bạn có thể làm quen được với nó. Đấy, nó sẽ thấy gọi là thân thiện hơn với đối với các bạn. Và video hôm nay thì mình muốn chia sẻ như một cái một cách mà các bạn có thể thuần được hamster campbell nho nhỏ vậy thôi nha. Thì đây là cách của mình thôi. Ngoài ra thì có thể là có nhiều cách khác nữa. Thì các bạn có thể là tham khảo nhiều cách khác. Nếu như mà thấy cách nào ok á, thì các bạn có thể áp dụng theo cách đó. Còn thấy cách mình ổn á, thì các bạn có thể làm theo cách của mình nha. Đấy. Và nói chung là cần thời gian dài thôi, là sự kiên trì của các bạn, thì nó sẽ thành công. Và tỷ lệ thành công tuy là thấp, nhưng mà khi mà các bạn thần được mấy con chuột campbell này đó, thì chơi nó khá là vui luôn á. Còn các bạn nào mà sợ mà nhát tay nữa, thì mình khuyên các bạn nuôi dòng Winter Wild hoặc là Robo nha. Đấy. Và tốt nhất là Winter Wild Robo, thì mình thấy các bạn cũng hay nói là nó khá là hung dữ. Đó, thì các bạn tốt nhất là nuôi dòng Winter Wild đi. Winter Wild thì giá nó cũng khá là rẻ thôi, khoảng 50-60 ngàn gì đó một con thôi. Winter Wild nó hiền sẵn, các bạn chỉ cần mua về mà nuôi thôi, các bạn có thể nựng nó thoải mái luôn. Rồi. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video cho các bạn xem. Thì không ra nhiều video được cho các bạn xem trong khoảng thời gian này, nhưng mà mình sẽ cố gắng là ra những video chia sẻ như là về hamster cho các bạn xem nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.